Này, cà rô không? Cà rô bỏ trong đó hả? Hello, chào cả nhà nha. Bây giờ mình đang đi qua chỗ bà cô của mình đó. Nói chung là hôm nay mình vô ông chú mình đó, ở vùng thấy cả nhà thấy không? Ở đây là vùng quê ngay chỗ gần Kiên Giang mình đó cả nhà. Giờ mình vô mình sẽ cho cả nhà xem nha. Cái này cá rô không? Cá rô bỏ trong đó hả? Dạ. 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 Có nghĩa là ông cộng bắt phải không? Tết chết rồi kìa. Tết chết rồi. Cái này là gì? Này là gà hả? Này gà hả? Này là nuôi gà phải không? Dùng gà này thả gà đi hết hả? Đây là cái hồ á. Đây mấy cái này là chắc đây tắm gì? Đây có cái gì ta? Có không? Anh thấy góc này em. Cái này hả? Bút bên đường đúng không? Vì cá anh nổi lên kìa. Cả nhà thấy không? Cá anh nổi lên quá trời luôn. Mày bút lên thử coi. Mày kiếm người khác thôi. Người khác có ốc đắng không? Mày bút thử. Thì không? Mày cút tượng cây thôi không? Coi có ốc không? Ở dưới đây là ốc đắng hay ốc đắng bù hả? Thử cút cây đó thử lên. Đang trong hết này. Ê, đi qua đây có không? Trong này chó này có không? Đừng có buồn không? Qua kia đi không ơi. Đâu? Qua kia đi. Con không biết nữa. Giờ con chắc là kia chứ. Cái gì không? Cô đồng hả? Chẳng thể bắn được không? Nghe bắt không? Bắn là thử con nha. Cắn nha. Đi cái gì cắn được con bự là con bự. Nó sợ mấy cái con này nó cắn. Cắn lên con lên. Bắt được một con này được rồi đó mà sợ mấy con kia cắn á. Ui, ghê quá. Đổ ra đi. Ê, nó chạy. Trời ơi, chạy không ơi. Nó chạy. Thôi đổ lại. Chạy kìa, vô. Con kia chạy đi. Lại.
nó chết không? Không. Đó, cái này là giờ giờ nhìn rõ không? Cái này là cái này là nấu canh hay là cái gì đó ha? Mình thì dân biển, lần đầu tiên dân biển lên đây coi cái nhà biển. Ăn được không? Ốc nóng được không? Nghe mình bắt được ốc rồi nè cả nhà. Thì đó, hai con đúng rồi. Lỗi không? Chạy hả? Đúng, nó chạy nữa hả? Chạy nhanh gì? Có đường con hả? Ốc này nó chạy nhanh lắm á. Thì em đưa anh con chị. Con nó anh bỏ trong kia đó. Chạy nhanh đi ta. Vô thế không? Vô thế không? Sếp bên là đâu rồi? Đó là nó. Thôi anh lấy cho hành cầm cho anh đi. Thì với cái nhà là mình dân biển, lần đầu tiên mình ghé vô nhà ông cầu tư của mình, bên vợ mình á. Thì thực sự ăn ốc, mình ăn ốc biển nhiều rồi đúng không? Thì hôm nay thử coi loại ốc này ăn ngon đó nha. Mình cũng nghe mấy bạn nói, mình cũng nghe mấy bạn ở... Nói chung là mình cũng nghe mấy bạn ở trong đồng cũng nói là có nhiều ốc giống vậy nè. Có loại ăn, có loại ăn được, có loại ăn không được. Bắt siêu tới không ơi? Trời. Chúng ơi đây lại bắt cho. Cậu, ốc con đó mình ăn được không cậu? Ốc đó mình ăn được không? Vậy lúc đó mình bắt luộc mình ăn tối nay nhậu không? Sự nghiêm như trời. Cái nhà bây giờ đang đi với ông cậu mình nè. Tiền vô cộng đây là bí bí ha cậu, bí đau cậu này, bí đau vậy vào bí đau. Ốc hả cậu? Được ốc luôn. Cái này là nước lợ không cậu? Thôi ốc bự. Cái này tối nay vô nhậu cái này mà lặn xuống chắc thấy gì đúng không cậu? Này lặn xuống mình thấy không cậu? Đi lặn xuống giống đảo mình không cậu? Đột quá, nước đột quá. Dính mấy cái lục bình, khó đi. Giờ cậu còn đang không? Nào con Tân. Trời, vô đây thấy yên bình vậy. Chắc bữa nào ghé thêm lần nữa không? Tại vì bây giờ ở đảo mình đang vui quá. Đầu quá. Cổ qua. Cái này là đắt mình luôn hả cậu? Ốc chừng chừng phải luôn, thấy ốc chừng. Mấy này là mình bán sao hay là mình trồng để bán. Có cái này giống cây bạc hà cậu. Thấy chưa?
all telling lies. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking at me? I'm going to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. Trời, cuộc sống vậy rồi, nó cũng vậy mà. Tại có điều có tiền thôi chứ. Mình thấy đây là ok, không thoải mái. Đau bước vào thịt con gà chưa giờ đau vào mặt luôn. Đau bụi gần có cua vẫn không ạ, có cua vẫn không ạ, nữa lạnh không gì. Tôi tự cái được bình không? Đây nè, với bự nè, hai cậu hái vô kìa. Qua bự ghê. Hai tới hái vô ăn cái này, ăn vô mát không cậu? Qua này ăn vô mát không nha. Lát mình làm vài trái ăn vô mát cậu á. Cái này giải độc rồi, cái này giải độc ra mát gan hay lắm. Củ qua này, củ qua này. Trời bình yên. Đang hái, cậu đang hái. Gì vậy? Dạ, quên chăng. Vậy chứ. Nói chứ chỉ có con mình mới không quên mình thôi không. Nó quên mình. Hái vài trái đi em. Chị chưa không? Cái này đúng không cậu? Ừ. Đây là thuốc quý. Ăn bí đau không? Bầu hả? Ủa không phải bầu, ăn bí này mình biết này bầu rồi. Cái này là xài gì cậu? Xài cái xài nãy mà cậu hái hả? Cái này là cậu hái không? Cái này là
À, mình xin với cậu mình á, vừa mới đi hái mấy cái này cả nhà. Đó, với lại hái thêm một ít cái lá gì đó mà mình không biết cả nhà. Nếu ai biết thì nhớ bình luận bên dưới với mình nha. Thì giờ cậu sẽ đã đãi cho mình một cái món ăn rất là ngon. Đó, nói chung ở đây bùng trời mát mẻ cả nhà. Cậu lại lên chưa anh xin? Chạy cậu lại kìa. Lúa gì đó cả nhà ơi. Nhìn lúa thơm quá. Làm sao mò được? Thì nó thật. Thì cậu ơi, cậu đi. Thôi thôi mày không lên, mày lội nó sâu lắm đó. Không? Lội đi nè. Lên đó ơi, xuống nó nhỏ hơn. Lên em. Tao đâu, ốc gì không coi coi. Đây đây. Vậy bắt nè. Đây. Ốc nhỏ hả? Ốc nhỏ gì? Ốc đâu nhỏ gì? À, ốc đâu khác không? Ốc gì đâu mà mọi người. Đây nè. Cả nhà thấy không? Ốc rất là nhiều. Giờ mình sẽ cùng với thằng em mình mình thấy cua quá trời cả nhà thấy không? Đó, cua quá trời cua luôn. Đó, cả nhà thấy không? Nhóc cua luôn cả nhà ơi. Cái này cua này chắc là nó ăn ba cái lúa trong đồng trời ruộng quá trời bao la. Giờ anh em mình đang đi kiếm một ít ốc để mà mình luộc lên mà mình ăn cả nhà. Mà trong đó mình thấy cua á, cái chỗ này nè, cua quá trời luôn. Bơi vô. Còn đây là sung muốn đồng. Trời luôn cả nhà, nghĩa là có cá. Tại vì thấy nó bơi bơi tụi mới nhảy không? Đó, nó bơi bơi rồi luôn, rớt biển luôn. Đi lên đi lên. Như tôi cần nuôi cần tức cái rễ của cây lúa. Cá đâu? Có cá không? Đây, đi đi qua kia đi thôi, đi qua cái chỗ nãy mình coi thử có ốc bên đó đó. Nãy chưa bắt hết nữa. Đi thôi. Ủ một cái ấm cái nấm gì trong này đó cả nhà. Mình không biết. Ủ chưa? Để đó cho bò lợn ăn được cỏ luôn hả? Đây. Có. Thấy rồi. Em biết ngay mà. Ở trong này rất là kém thứ còn nhiều. Ui, ui, ui. Cái này hay đó, hay là có người bỏ đây vậy? Không phải. Ý, có cá đầu kiến kìa. Cá đầu kiến bự quá. Vậy thôi nhá. Cá đầu kiến bự luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cá đầu kiến bự luôn cả nhà. Ý, quá trời cá luôn cả nhà ơi. Không có một con đâu. Trời ơi, cá đầu kiến. Ủa, trời ốc kìa. Em giúp. Cá đầu kiến ở nhà nó bự luôn. Trời ơi, cá đầu kiến. Khoảng nửa ký các bạn ơi. Đâu cho anh coi con bự nữa. À, cái này là họ nuôi cá đầu kiến gì nữa nhà. Đây là nuôi cá đầu kiến. Nghe nói cá đầu kiến là nó nhiều đúng không? Cá đầu kiến nguyên một nhẹ. Ôi, anh xin ơi, cái này khỏi đừng đi bắt, anh xin ơi. Hốt đi, hốt đi. Chị khỏi vậy? Đi bắt, hốt đi. Ôi, lấy cái hao của mình đi bây giờ. Chị vậy? Cái này là mình chỉ cần hốt thôi, khỏi bắt. Ốc có người ốc vậy đó. Ốc là chắc là bên chỗ, bên nhà của cậu mình đó. Bắt mỗi này nè. Chắc họ rộng là để ăn. Cá đầu kiến là nhiều ha. À, cả nhà ơi, xin vừa mới bắt một con cá lau kiến ở trong cái sờ trong cái này cả nhà. Cả nhà thấy bự không? Trời ơi. Cá này mình nghe nói là nó như là thịt gà mọi người. Cái loại này nè. Mình nghe nói nó cái loại này như là nó không phải ở Việt Nam đâu. Thì mình nghe trên mạng nói nhưng mà cái loại này là ăn rất là ngon mà với lại nó phái lắm mọi nhà. Trời ơi. Nó có hai mắt, mình tưởng nó có bốn mắt chứ. Nhìn kỹ lại. Giờ mình đem con này vô. Mình đem cái lọ này vô để mình làm thử cái món gì mình ăn hay nha. Quá trời. Ê, bây giờ mình đem đi vô đây vô lương này vô làm thịt nè, ăn nè. Thử coi. Cái gì vậy? Con này thử kìa.
gì nó bơi nữa mày. Bơi gì? Bơi quá à. Rồi nó bơi dữ ta. Mình trời vừa mới đi xong ở nhà mệt quá trời luôn, đuối luôn á hả. Cho cả nhà coi hai cá lóc ở quê nha cả nhà, của ông cậu mình nó mua nha. Hai con gì nè cả nhà, thấy không, đây là hai con cá mà bự nhất luôn á nhà. Trời ơi, sao lại có ở sau này quay sau này hả? Ủa hả? Nói gì thôi chứ tối nay anh nhậu rồi sao? Đây cả nhà. Quay cái đầu qua đó đó mọi người nha. Rồi nó bụng mang kia ăn kiểu này chắc chết quá nha, ngon quá mọi người. Hai con cá lóc này cũng tầm cũng gần sắp chín nữa nha. Nướng nó nãy giờ cũng hơi lâu quá. Chút nướng luôn ha. Đâu? Nướng lên. Còn cò đó. Lên nướng luôn. Đem lên nướng luôn. Chỗ nướng. Này cậu nướng cái. Để con đó. Để con bự vô này vô. Để con bự vô vô. Mình tự xử mình đi, con nói kệ nó. Con ăn cái nào? Cậu ơi gấp cho. Tự xử. Hả? Lát nữa còn tự gấp nữa không? Còn. Nóng nữa nha. Chờ lại Đặt cái tử mình đi được rồi. Ông đúng rồi, anh cũng vậy mà, tao cũng vậy mà. Ông chưa được chí mình. Thôi nghĩ vậy đi, vậy làm đi, mai về hết trơn rồi. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, đây là những thành quả mà hôm nay mình bắt được nè, cả nhà. Rất là nhiều nha. Cái thành quả của mình với lại em mình đó, mới bắt được rất là nhiều loại ốc này nha cả nhà. Quá trời ốc luôn. Ốc này sẽ đem về đảo cái con cua đồng này nè, cái con cua đồng này nè, mình nghe nói làm canh ăn với
bầu hay bí gì đó, rất là ngọt nè, cái loại củ đồng nè, rất ngon cả nhà. Trời ơi, đừng nói nữa, tuyệt vời luôn. Thì mình chưa từng thử qua nó thiệt, nhưng mình thấy rất là nhiều bạn trên YouTube có nói là loại này ăn rất là ngọt. Nhưng mà nghĩa là ba cái củ đồng rồi nè. Để coi lần này mình về đảo mình thưởng thức thử coi xem sao ha. Sáng mai mình sẽ cùng với vợ mình và cô của mình là gì hay gì đó, mình sẽ đi mua thêm coi ở đây có gì ngon để về đảo mình thưởng thức và cho cả nhà cùng xem luôn ha. Vậy đi đó, bây giờ bỏ nước ngọt vô cho nó sống, mai đem về. Cái này mình không có biết cả nhà. Cái này thì hồi chiều ông cậu của mình á, ông có đi hái về rất là nhiều. Nói chung mình là dân biển mà, mình đâu biết cái loại này là cái loại gì đâu. Đó, thì nghe ông cậu mình nói là ông đem về đây ông làm giống vậy nè. Đó, ông làm vậy nè. Rồi nghĩa là xào hoặc là kho hay gì đó rất là ngon. Đó là nhà. Biết có ngon không? Là mình không thưởng thức cái loại này chưa bao giờ. Hy vọng sẽ có ngày mình sang cái loại này ha. Đó. Dòng sang được cái loại này. Cái này là cậu mình đem về để làm bữa ăn hàng ngày của gia đình đó. Cặp qua đây nè. Đâu? Đây. Đúng rồi. Vui đi, đúng rồi đó. Ví như vậy. Mình về đảo cả nhà, bây giờ mình về đảo rồi. Chắc có lẽ là video mình sẽ kết thúc tại đây để cho cả nhà xem luôn. Giờ mới về tới đảo cả nhà, quá trời mệt mỏi. Mình còn một ít ốc bu nè cả nhà, mình sẽ luộc ăn ha. Ốc này mình cũng ăn sơ qua rồi, mình đâu ăn loại nhỏ này đâu, ốc bự thôi. Mình ngâm cho nó qua nước chút xíu cả nhà, rồi sau đó cái mình thưởng thức cái loại ốc bu này, nó ngon vậy. Đầu tiên vô nhà của ông cậu của mình á, bắt một ít ốc này, tự tay bắt nó thoải mái cái nhà nó xuống lắm. Chứ còn mua nói gì đúng không. Giờ mình đi ngâm nó xíu đi, qua muối đi rồi cái mình ăn nó ha.
mình có đem một con cá lóc ở dưới quê về cái nhà đó. Cá lóc này là của ông cậu mình cho, thấy bự không? Mình cũng biết là cá lóc nuôi thì sao, rất là bự thôi nha. Giờ mình bỏ trong cái thùng này đi, cá lóc mình chặt cỡ hơn cái này để mà góp. Cách đục cái gì cành gia đình, đây là cơm. À, cả nhà ơi, bây giờ mình đã về tới đảo rồi. Nói chung là một cái chuyến hành trình này thật là cũng có mệt và cũng có vui. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình một cái nồi ốc mà mình ốc bu á, mình đem từ trong đất liền chỗ nhà ông cậu của mình về đây. Bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức ăn vài con thôi chứ nãy giờ mình ăn no quá. Ốc bu cả nhà ơi. Có làm thêm một chén nước mắm gừng đó, với lại một chén nước mắm ngoài cái này ớt muối chanh không, đồ có mắm không, ăn với ốc nè mà chị ngon. Bạn nào thích ăn ruột á thì ăn ruột, còn thích ăn thì bỏ ruột đi nha, sợ đau bụng á ăn không vô. Mời cả nhà ăn thôi nha. Trời ơi. Mời mọi người nha. Trời ơi. Mình nghe nói ăn cái loại này nó ngọt lắm cả nhà. Cái con cua chua đồng nè. Nghe nói ăn rất là ngọt á. Trời ơi. Ngọt ha. Trời ơi. Ngọt trời. Mấy con gì ăn, mình ít ăn cái ruột lắm cả nhà, mình chỉ ăn cái mình thôi. Cả nhà nha, nói chung là mình mời cả nhà thưởng thức cái món này thôi, nói chung là này để ngon cả nhà. Mình đã ngâm nước muối rồi để cho nó không có bị thuốc á, mình sợ thuốc á cả nhà, sợ nó ăn ở dưới ruộng dưới đồng nó thuốc của người ta. Cả nhà nha, nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha, mời cả nhà nha. Nhớ đừng có ăn chúng cái này nha. Cái này nó không có hợp với cái này. Chỉ có này hợp. Cái này mới hợp rồi nha. Tại mình muốn thử cái khẩu vị của hai bên. Nè ăn cháo cá lóc không? Quên. Bún cá lóc mà. Trời bự quá vậy. Không trả lại. Rồi cái đầu bự ra. Em lấy cái đầu lại đi. Đầu bự quá. Bún bún cá lóc. Giờ cái đầu cá lóc. Đâu đó đi rồi.